quý vị thân mến, mấy ngày hôm nay á, khi mà mình đi ra ngoài đường mình có gặp tình trạng kẹt xe không quý vị? Nhiều khi á, là kẹt xe xong rồi trời nắng nóng, hoặc là có khi kẹt xe á, mà trời còn mưa nữa. Thời tiết thay đổi nè, rồi yếu tố con người, yếu tố môi trường ô nhiễm quý vị ha. Biết bao nhiêu cái nó tác động lên mình. Công việc á, thì mỗi ngày á, áp lực chẳng thấy giảm xuống mà nó cứ tăng lên. Rồi á, kể cả trong nhà mình có những cái việc đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng đòi hỏi cái sức lực của mình. Nhiều khi á, mình gồng quá đó quý vị, rồi đến lúc sau này ha, nó để lại những cái hệ quả đau lưng này, mệt mỏi nè, ngủ một giấc ngủ nhiều khi mình có thời gian để có thể ngủ được đó, mình có 5 tiếng 6 tiếng để ngủ đó, nhưng mà mình trằn trọc mình không ngủ được các cô các chú ơi, như vậy thì khó chịu lắm ạ. Nhiều khi ngồi nghỉ ngơi thôi, chỉnh lại cái bàn thôi, hoặc là lấy cái bình trà thôi mà cũng đau cũng nhức nữa, rồi sức khỏe của mình nó giảm dần theo thời gian ạ. Mệt mỏi khó chịu, rồi chăm sóc nhà cửa tự nhiên nó cũng bị ảnh hưởng ạ. Cái tay tự nhiên nó đau quá, nó nhức quá, rồi bực mình ghê luôn á. Giờ đi lên cái cầu thang đi chút xíu là đau, rồi da mặt của mình thì cũng lại là nổi mụn nè quý vị, rồi nám rồi sạm nè, rồi môi trường nó ảnh hưởng, rồi mình cũng đâu có làm chủ được cảm xúc của mình đâu. Nhiều khi mệt quá mình cáu gắt ạ. Nhưng mà thời gian thì cứ thế nó cứ trôi qua quý vị ha. Cho nên là làm sao đây ạ? Ai cũng sẽ có vấn đề thôi, nhưng mà giải pháp của mình sẽ là gì quý vị? Nghĩ tới những cái món quà để mà trao gửi đến cho nhau, mình có nghĩ tới điều đó hay không? Diệu Ly nghĩ là có đó, nhưng mà quan trọng là mình chọn cái món quà nào nó hợp cho mình. Giờ mệt mỏi quá rồi mà kêu là ô có cái bộ váy này đẹp lắm, em nói thật anh chứ đang mệt mà đưa cái bộ váy đẹp em cũng không còn sức để mặc nữa. Đúng rồi, anh hoàn toàn đồng ý với Ly. Và dạ, Ly có để ý là bây giờ á, sao mà có rất là nhiều những cái căn bệnh lạ nó xuất hiện không? Đúng rồi. Ngày xưa ông bà mình đâu có nhiều bệnh đâu em. Đúng rồi, cái dùng cái từ là bệnh thời đại luôn đó. Thì họ thấy là như thế này nè, rất là nhiều người á, họ cũng ý thức được cái điều này. Dạ. Và họ tìm đến những cái liệu pháp mà thường á là họ hay mua những cái dòng sản phẩm mà nó liên quan tới thiên nhiên. Quý vị có đồng ý với họ hay không? Ví dụ như có người họ đi mua sâm, có người họ đi mua yến, có người họ đi mua tảo, có người họ đi mua cái này cái kia. Nhưng mà quý vị có nghĩ đến là nếu mà nhắc tới sâm á, mà đặc biệt là sâm của Hàn Quốc, thì tự nhiên mình cảm thấy là có cái gì đó, nếu mà mình thấy hừng hực trong người á, nếu như mình uống vào. Quý vị có thấy rằng là sâm á, là ông bà mình ngày xưa có nhiều cách lắm em. Dạ. Ví dụ như lấy từ bên Hàn Quốc về ha, bắt đầu là ngâm rượu cũng có, rồi có người là bỏ vô hầm, làm gà, hầm đồ. Dạ. Có luôn thưa quý vị. Nhưng đó là những cái mà dạng là sâm tươi. Dạ. Bây giờ đó quý vị, khoa học kỹ thuật người ta phát triển rồi, người ta mới có cái sự phân tích là như thế này. Đối với sâm tươi và hồng sâm, nếu như đem ra bàn so sánh, thì hồng sâm nó lại cao hơn rất nhiều về cái dưỡng chất ở bên trong, mà cái thành phần saponin nó nhiều hơn rất là nhiều quý vị nha. Mà nếu như mà sâm này là sâm của Hàn Quốc nha, Hàn Quốc nó lại có hai dòng sâm, một cái dòng sâm mà người ta sẽ nuôi trồng rồi người ta chưng cất lên thành hồng sâm, nhưng lại có một cái loại sâm nữa là sâm núi. Không biết là Ly có nghe sâm núi chưa ta? Dạ có nghĩa là quý vị biết là giống như anh Hồ chia sẻ, khi mà mình nói tới sâm núi thì đương nhiên là sâm mọc ở trên núi rồi. Đấy, cái quá trình này á, nó thuận theo tự nhiên rất là nhiều quý vị ha. Mà quý vị biết là không phải là 1-2 năm là người ta khai thác cái sâm núi được đâu ạ. Sâm rồi. Núi thì quý vị cứ thử tưởng tượng là ví dụ như là nguyên cái địa phận cái ngọn núi đó đi ha. Thì người ta dùng để mà người ta gọi là sâm nó mọc ở trên đó rồi. Thì 6 năm người ta thu hoạch xong, sau đó cái đúng đất đó quý vị, thiên nhiên nó lại tự bồi đắp lên quý vị ơi. Giống như Việt Nam mình, mình hay nói tới là những cái vùng phù sa đó, đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, làm sao mà mình ra đó mình bỏ phù sa được, cũng là cái quá trình thiên nhiên. Thì đối với Hàn Quốc và sâm núi nó cũng là như vậy luôn. Cho nên sâm ngày hôm nay á, nó cũng sẽ là một cái món quà cho mình. Nhưng mà sâm này lại rất là dễ uống, tại vì là sâm núi 6 năm tuổi và có kết hợp thêm những cái thành phần khác nữa. Đúng hồi nãy anh nói là có nhiều người thì sẽ chọn tảo này, hoặc là có nhiều người sẽ chọn yến nè, đó kiểu như vậy. Thì em thấy bây giờ á, đúng thật luôn, hoặc là nhiều người họ sẽ chọn ví dụ như là cái táo đỏ đó anh. Xong bắt đầu là ngâm cùng với nước ha, ấm ấm để cho nó ra dưỡng chất nè. Hoặc là có linh nhiều người nữa, họ sẽ chọn nấm linh chi đấy. Đó, nhưng mà em nói thiệt anh luôn, bây giờ ví dụ như mua nấm linh chi về đi, mua táo đỏ về đi, rồi mỗi ngày dùng sao, chưa kể mình mua những cái nguyên liệu này mua được, nhưng mà để một vài bữa không cẩn thận nó rất dễ nó bị móc đúng không? Còn cái này mà em chưa kể là cái gì biết không? Nhung hưu. Đó. Em biết là nhung hưu rất là tốt cho sức khỏe nha. Dạ. Cô chú anh chị lớn tuổi chắc cũng biết rằng là nhung hưu nó tốt như thế nào. Bây giờ đó quý vị, người ta rất là hay ở chỗ là người ta lại tiếp tục người ta khai thác cái nhung hưu này, nó vẫn rất là nhân văn ở chỗ này ạ. Hồi đầu họ tưởng á, con hưu của người ta cái sừng như vậy rồi cắt ra rồi làm sao tội nghiệp nó, nhưng mà không phải, người ta dùng những cái sừng non của những cái con hưu á và người ta lấy ra, và sau này những cái sừng non nó sẽ mọc lại. Nó sẽ mọc lại, và đây là một cái cách nó rất là khoa học. Thì đúng như Ly nói quý vị ạ, thì mình đã có những cái loại thành phần nào là táo đỏ, linh chi, rất là nhiều những cái loại thảo mộc khác nhau, thêm cái nhung hưu nữa, rồi thêm cái sâm núi của Hàn Quốc nữa. Thì quý vị nghe là bao nhiêu thứ bổ dinh dưỡng như vậy, nếu như bây giờ nó tổng hợp lại thành một cái dòng sản phẩm, mà cái dòng sản phẩm này á, nó ở dạng nước, quý vị hình dung coi là nó dễ uống như thế
nào và nó tốt ra làm sao. Chính xác luôn, mà hôm nay quý vị để ý đi nha, 120 gói mà mức giá đang rất là tốt luôn. Ly phải nhắc ngay thôi, tại vì Ly thấy là có cuộc gọi gọi lên tổng đài luôn rồi, thành ra là nhắc cái bộ sản phẩm cho các cô các chú mình đặt hàng thật là nhanh ha. Thì từ nãy tới giờ á, mình thấy là 120 gói mà nếu như mình đi mua lẻ linh chi nè, rồi nhung hưu nè, rồi táo đỏ vân vân, thì quý vị nghĩ đi, 1 triệu mấy quý vị nhắm là mua được bao nhiêu cái nguyên liệu này, về mình chế biến như thế nào không biết, còn đây người ta có chiết xuất cho mình rồi mà nhập từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam luôn. Quý vị thấy cái thiết kế cũng rất là đẹp, cho nên vừa uống mà làm quà tặng cho người thân bạn bè đối tác, ôi tuyệt vời quý vị ơi. Sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam nha, 120 gói luôn, có nghĩa là hai cái túi xách lớn đó quý vị. Trong một cái túi xách lớn này thì mình sẽ có là 6 hộp, một hộp như thế là 10 gói, nhân lên ha là 120 gói ạ. Mỗi ngày mình sử dụng đi quý vị, để mà mình khỏe hơn, rồi chưa kể là quà tặng ngày hôm nay phải nói là quá xuất sắc luôn. Mà nãy giờ Ly quên nói cho quý vị mức giá chính xác là bao nhiêu. Thì Hồ xin thưa như thế này ạ, 2 hộp rất là lớn nha. Ở bên trong mỗi hộp là mình sẽ sao 6 hộp nhỏ nữa, mỗi hộp nhỏ là 10 gói. Như vậy tổng cộng hôm nay là tới 120 gói. Mà quý vị nhìn giùm Hồ mức giá nè, 1.290.000 đồng. Quý vị hình dung là 1.290.000 đồng này mà quý vị chia nhỏ ra 120 gói thì tính ra một gói chỉ khoảng chừng hơn 10.000 thôi. Hơn 10.000 rất là dễ để cho quý vị đầu tư. Nhưng mà đặc biệt đây là một cái chương trình mà chúng tôi gửi cho quý vị rất nhiều quà tặng kèm theo. Bên cạnh cái mức giảm giá trực tiếp từ sản phẩm chính là chúng tôi giảm 600.000 cho quý vị rồi nha. Nhưng nếu hôm nay quý vị mua trong cái khung giờ này thì mỗi khách hàng sẽ được tặng sau đây. Đó là 10 chai nước uống vitamin C cũng được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn ha. Rồi tặng thêm cho quý vị là 12 lon cá Tony Pura nữa. Đây là ưu đãi rất lớn, không thể nào bỏ lỡ đâu quý vị nha. Đừng bỏ lỡ quý vị ơi, nhìn ngay lên trên màn hình TV đi. Quý vị thấy là ưu đãi này quá lớn luôn và vẫn đang được duy trì, vẫn đang được phát sóng, có nghĩa là mình vẫn đang có cơ hội mua sắm rồi. Một vàng luôn, 120 gói nước hồng sâm nhung hưu ha. Giảm giá 600.000 đồng, bên ngoài nhiều khi hơi bị khó để giảm được giá này đó. Bây giờ 1.290.000 thôi. Quà tặng được quý vị 10 chai nước uống vitamin C, xong rồi thêm nữa là một hộp lớn bao gồm 12 hộp gọi là cá hộp ở trong đó, mà cá này ngon lắm. Chúng tôi từng có chương trình ghi hình riêng cái hộp cá này nè. Đúng rồi. Mà mua là cũng tiền trăm, mà không phải 100-200 đâu, mấy trăm ngàn đồng. Một cái hộp cá như vậy, một hộp lớn ha. Đấy. Rồi 12 cái hộp cá như thế này, người ta bán lẻ một hộp cá nhỏ nhỏ như vậy, quý vị biết hả, cũng tiền chục đó quý vị ơi. Đúng rồi. 12 hộp nhân lên luôn, mà cá này ăn ngon ơi là ngon luôn. Cuốn gỏi ăn cũng ngon nha. Rồi ăn với lại là salad đó quý vị ha. Cũng rất là ngon. Hoặc là nấu cháo trắng xong rồi ăn kèm vào cũng rất là ngon. Ăn bánh mì, ăn cùng với lại cơm nóng, ăn bánh mì cũng ngon đó quý vị. Rồi nước uống vitamin C, chúng tôi cũng có những chương trình đã từng ghi hình cái nước uống vitamin C này rồi. Hôm nay cũng tặng cho quý vị luôn. Đó, bổ trợ thêm nữa, bổ sung thêm nữa vào trong cơ thể của mình là vitamin C. Nhưng mà trong chương trình này chúng tôi không có bán vitamin C nha, mà đây là quà tặng đó quý vị. Đó, 10 chai như thế này ha, mình về mình thưởng thức thấy ngon cứ liên hệ chúng tôi, đặt hàng riêng cái đơn hàng này cũng được. Nhưng mà ngay bây giờ sẽ là quà tặng ha quý vị. Vậy là quá thích luôn rồi, để mình có một cái cơ hội á, mình bồi bổ cho sức khỏe mình khỏe hơn quý vị ha. Ra bên ngoài bây giờ thì mình thấy có rất là nhiều hiện trạng. Quay trở về cái câu chuyện bệnh thời đại như anh nói đó. Ngày xưa ông bà mình đó quý vị, nhiều khi uống nước lọc thôi, ăn củ khoai, củ sắn, khỏe quá chừng khỏe luôn quý vị. Rồi các cô, các chị, các bà ngày xưa cũng vậy. Thậm chí như bà ngoại của em đi, là cũng sinh nhiều người con. Hoặc là như bà cố là cũng sinh nhiều người con, 10, 11, 12 người là có. Ngày xưa là như vậy quý vị. Nhưng mà đôi khi về già mình thấy là họ vẫn có một cái sức khỏe. Chỉ khi nào mà gọi là quá già, giống như bà cố của em thì là 90 tuổi, chín mấy tuổi đó anh, thì bà bắt đầu làm mệt mỏi rồi đó, thì bắt đầu là sẽ có những cái nó ví dụ như là bị nhớ quên quên đó, cái kiểu như vậy. Nhưng mà phải nói là cỡ chín mấy tuổi đúng không? Nhưng mà bây giờ em thấy nha, là kể cả người trẻ mình luôn, cái tình trạng đó nó trẻ hóa quý vị. Là mới cấp 2 mấy 3 mấy thôi mà nói là cũng đã nhớ quên quên rồi, không có sắp xếp được công việc trong đầu. Hoặc là như các cô các chú bây giờ 5 mấy 6 mấy rồi, quý vị biết không, sức lực xuống rất là nhiều, đau nhức mệt mỏi nè, và cái chất lượng cuộc sống đó em cảm giác như là càng ngày mình càng bị ảnh hưởng nhiều. Đúng rồi, anh nói thật sự, nếu như mà cô chú anh chị để ý thì những cái lời mà Ly nói chúng ta đều thấy hàng ngày. Nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ qua, quý vị sẽ hay bỏ qua cái biểu hiện này, bỏ qua cái biểu hiện kia. Thì đối với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay đó, nó không phải là thuốc và nó cũng không thể nào thay thế thuốc chữa bệnh. Nhưng có một cái Hồ nghĩ như thế này nè, quý vị mua về, quý vị để ở nhà, quý vị sẽ thấy rằng là gì? Hôm nay cái mức giá thì nó quá là ưu đãi rồi. Đúng tính rồi. Ra một cái gói nha, một cái gói như thế này nè quý vị, nó chỉ khoảng chừng là 10.000 hơn thôi. Nó chỉ khoảng chừng 10.000 hơn thôi. Rồi quý vị để ở trong tủ
lạnh nếu mà ai thích uống lạnh, còn không nữa thì mình cứ uống trực tiếp luôn. Thì quý vị biết á, mỗi ngày á mình biết là ở trong đây nó có thành phần sâm núi của Hàn Quốc, ở trong đây nó có cái thành phần linh chi, ở trong đây nó có táo đỏ, ở trong đây nó có thêm những cái thành phần ví dụ như là nhung hưu nữa. Cái mình thấy là ồ, toàn là chất bổ không. Nói là chất bổ cho mình thì mình ăn uống hàng ngày, chứ tội dạ gì mình đi uống tối ngày mình uống trà sữa, tối ngày nhìn mình đi uống những cái loại mà nước ngọt có ga mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thôi thì mỗi ngày một gói chỉ hơn có 10.000 mà phải mua trong khung giờ này quý vị mới được cái mức giá là chỉ hơn 10.000 trong khoảng một gói như thế này, mà còn thêm quà tặng nữa nha. Quà tặng quá xuất sắc quý vị, mà nói về cái này nó rất là dễ uống luôn. Cái sự kết hợp Ly, anh chia sẻ cái này cho quý vị. Dễ uống em. Lúc đầu á em biết xong, lúc đầu á cái sản phẩm này Hậu đã uống rồi. Lúc đầu thì nó ủa có nhung hưu không biết nó có tanh không ta. Tại nhung hưu sợ nó bị tanh, anh thì nó hơi ngại cái đó. Nhưng mà cái này nó thơm mà nó dịu, nó nhẹ lắm quý vị. Mình vẫn cảm nhận được cái mùi sâm, chắc chắn là phải có cái mùi sâm ở trong đây nha quý vị. Thêm nữa là quý vị sẽ thấy là những cái ví dụ như là táo đỏ, linh chi nó sẽ hơi hậu vị, hơi nhẫn nhẫn chút xíu nha, là có nha. Nhưng quý vị yên tâm, cái đó là thành phần linh chi đó, nó rất là tốt cho sức khỏe của mình đó nha. Dễ uống lắm quý vị ơi, Ly thấy là nó hợp khẩu vị với lại người Việt Nam mình lắm. Tại vì em cũng rất là hay đặt cái dòng sản phẩm này. Giống như ngày xưa vua chúa, anh thấy là họ đâu có ăn mà một cái dĩa cá họ đâu có ăn hết cá, một cái dĩa gà họ đâu có ăn hết gà, một cái dĩa rau họ đâu có ăn hết đâu. Nhưng mà lúc nào á là họ sẽ ăn mỗi thứ một chút, mỗi thứ một chút, mỗi thứ một chút để mà bổ sung cái dinh dưỡng, bổ trợ cho cơ thể, đúng không quý vị? Thì quý vị cứ để ý cái công thức ở đây cũng vậy ạ. Đôi khi mình cảm nhận trong cái khoang miệng của mình sâm chút, nhung hưu chút, táo đỏ chút, rồi cam thảo chút, rồi quế chút đó. Nó cứ từng chút như vậy, sâm núi chút trong này. Mà ở đâu nói về Hàn Quốc thì quý vị biết là đây là thủ phủ nhân sâm trên toàn thế giới rồi. Nên là mua sắm ngay bây giờ mình bồi bổ cho cơ thể của mình đó là một lựa chọn quá hoàn hảo. Đúng quý vị ha. Sâm, nếu như có nhiều cô chú nói là tôi sợ cơ thể của tôi không có dùng được, cô chú ơi mình đừng có lo nha. Sâm ở đây là hồng sâm, có nghĩa là đã qua quá trình chưng cất rồi, cho nên từ cái tính hàn đó, cái tính lạnh nó chuyển sang tính ôn thì nhiều người sử dụng được hơn ạ. Nó cung cấp dinh dưỡng và nó giúp cho mình có một cái năng lượng tốt ha, giúp cho mình hoàn lực ở chỗ nào nữa, ở chỗ nó có nhung hưu thì ở đây mình có thể là thưởng thức một cách từ từ luôn mà chia ra mỗi ngày. Bây giờ quý vị cầm 1.000.000 đi, quý vị ra bên ngoài quý vị mua được bao nhiêu nhung hưu, quý vị mua được bao nhiêu nấm linh chi, quý vị mua được bao nhiêu sâm núi. Nhưng mà trong chương trình này mình có một cái công thức quý vị ha, mà dòng sản phẩm dinh dưỡng này đang đem lại cho chúng ta giảm giá 600.000 đồng cho một đơn hàng, tặng thêm 2 phần quà tặng rất lớn, rất giá trị dành cho nhà mình luôn. Bình thường ra bên ngoài á mua một hộp này thôi, nhiều khi nói là chị ơi hộp này bao nhiêu, nhiều khi 800-900 cả triệu đó em. Có khi người ta nói 1.000.000, hoặc là bây giờ đơn giản thôi mình đang cần, mình đi tặng đối tác chẳng hạn, mình đúng vào rồi. Trong một cái cửa hàng, một cái trung tâm thương mại, người ta mình hỏi người ta chị ơi cái hộp này bao nhiêu, ví dụ như người ta nói 1.200.000 anh mua không, gặp em lúc đó mà trang trí đẹp đẹp thêm chút xíu nữa mà em thấy cái hộp này 1.200.000 là em cũng sẽ mua. Đúng tại rồi. Vì từng đi Hàn Quốc và quý vị biết là khi mà Ly đi Hàn Quốc ha, mình tính ra tiền Việt Nam mình á để mà mua được những cái hộp sâm này mà xách về nè. Thứ nhất, xách về có nghĩa là gửi trong cái hành lý là nó có cân nặng rồi. Quý vị nghĩ hộp này nặng không? Nặng chứ. Nặng trong chứ này một hộp là 60 gói mà hôm nay mình nhận về 2 hộp là 120 gói. Thì kể cả là Ly đi Hàn Quốc đi, Ly cầm trong tay 2.000.000 nha quý vị. Chưa chắc mà là Ly đã mua được 2 hộp lớn mà 120 gói như thế này đâu. Đúng rồi. Rồi lấy ai mà tặng quà cho Diệu Ly nữa quý vị ơi. Đó, cô chú nào mình đi Hàn Quốc rồi mình đồng ý với Diệu Ly ở điểm đó đúng không? Cho nên thật ra để có chương trình này nó rất là hay, một cái sự kết nối ha, đưa sản phẩm từ Hàn Quốc về Việt Nam này, xong rồi trong chương trình phát sóng như thế này thì tặng thêm quà cho nhà mình nè. Đấy. Mà giá trị dinh dưỡng thì mình vẫn đang có nha cả nhà mình ơi. Đúng rồi thưa quý vị, chắc là Hồ xin phép Hồ nói nhanh cái chỗ này thôi. Về cái giá trị dinh dưỡng của nhân sâm. Chắc là cô chú anh chị cũng biết là đối với cái những cái dạng mà nhân sâm Hàn Quốc đó thì bao giờ người ta cũng phải ưu tiên, dù nó là ở dạng trồng trọt hay dù nó là ở dạng sâm núi thì cũng phải là 6 năm tuổi. Quý vị thấy là con số 6 năm này nó sẽ được in trên cả những cái bao bì của những chế phẩm từ sâm. Thì tại sao phải là 6 năm tuổi? Tại vì 6 năm tuổi là cái tuổi đạt được cái độ chín mùi về cái dưỡng chất của từng cái củ nhân sâm, nào là rễ chính, rễ phụ, rồi củ sâm á, mình nhìn cái hình dáng bên ngoài, quý vị sẽ thấy nó tròn, nó chắc, nó đủ những cái rễ phụ và cái màu vàng nó đẹp lắm, nó rất là đẹp. Còn nếu như mà sâm mà già quá hơn 6 năm tuổi, nó sẽ bị rễ hóa, mọc hóa đó, là chất dinh dưỡng bị mất đi. Còn nếu như mà 4 năm tuổi thì coi như là nó không đủ chất dinh dưỡng. Thì đó là cái mà quý vị lưu ý nha. Nên là mua những cái chế phẩm từ sâm, quý vị phải nhìn coi ở trên đó nó có cái số 6 hay là không. Rồi bây giờ mình biết về nhân sâm tươi rồi, bây giờ mình nói với nhau một tí xíu về hồng sâm. Quý vị biết là từ những cái củ nhân sâm tươi 6 năm tuổi, người ta bắt đầu chưng cất qua rất nhiều những cái giai đoạn. Tại sao? Để nó trở thành hồng sâm và để cái chất dinh dưỡng của nó tăng hơn rất là nhiều lần. Đó là lý do mà tại sao bây giờ gia đình Hồ đó, nếu có sử dụng sâm là phải hồng sâm chứ không còn sử dụng nhân sâm tươi nữa. Thì nhà quý vị nếu như ai mà có thói quen mà sử dụng nhân sâm tươi đó thì thôi bây giờ chuyển sang những cái chế phẩm từ hồng sâm đi. Tại hồng sâm nó tốt hơn rất nhiều so với nhân sâm tươi. Rồi vậy thì tốt là tốt như thế nào?
nó sẽ giảm cho mình nè, giảm stress nè, mệt mỏi ha quý vị, thanh lọc khử độc thải độc cơ thể của mình nè, tăng cường hệ miễn dịch của mình nè, hỗ trợ ăn ngon nè, ngủ ngon nè, bồi bổ cơ thể của chúng ta. Nhưng mà thêm một cái rất là đặc sắc của cái dòng sản phẩm ngày hôm nay, mà chỉ có dòng sản phẩm hôm nay mới có thôi, bên cạnh là thành phần sâm núi ở bên trong nha, còn có thêm nhung hưu nữa. Nhung hưu rất là tốt thưa quý vị, nhung hưu rất tốt, nó là một cái loại sừng non á của con hưu đực ha. Rồi cái mặt ngoài á thì nó phủ đầy lông, người ta mình lấy tay mình sờ á thì mình sẽ thấy nó mềm á như nhung, và người ta gọi đó là nhung hưu. Thì sừng hưu á nó hay mọc vào mùa xuân, và khi mà người ta lấy rồi thì cái khả năng mọc lại của sừng hưu này là nó có thể mọc lại nha. Và nhung hưu thì tốt như thế nào? Nó tốt cho sức khỏe của mình nè, nó cũng rất là giàu chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng của mình. Thì đó là một trong những cái mà họ thấy là họ phải chia sẻ liền để cô chú gì nắm được là giá trị dinh dưỡng của dòng sản phẩm này là gì nhé. Mà không chỉ là hai thành phần đó đâu quý vị, mà kết hợp thêm nữa ha, đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn, có nấm linh chi bên trong này, rồi có thêm, tại sao mình uống mình thấy nó dễ uống lắm, tại vì giống như là người ta có một cái tổ hợp nó giúp cho mình điều vị, nó cực kỳ hợp với lại khẩu vị người Việt Nam mình luôn. Ly đã từng uống cái sâm đặc không mà ở Hàn Quốc á quý vị biết là chắc công nhận luôn, hơi khó uống, tại vì kiểu như mình là người Việt Nam thì mình sẽ hơi khó uống. Giống như người Hàn Quốc mà qua Việt Nam mình mà anh hỏi họ là có ăn được mắm tôm hay không á thì họ sẽ cảm giác là ôi tôi sợ lắm tôi không ăn được. Thì khi mà Việt Nam mình mà qua bên đó mà mình uống cái sâm đặc của họ luôn mà đâu có rẻ đâu quý vị, thì mình cũng cảm thấy nó hơi khó uống. Nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này thì người ta kết hợp mỗi thứ một chút ha, đa dạng dinh dưỡng hơn nè, mà dễ uống hơn với người Việt của mình. Cho nên cái mức giá hôm nay quá tốt, nào là sâm trong này cũng có, sâm núi rồi ha là cũng có này, rồi linh chi là cũng có, rồi nhung hưu cũng có quý vị, rồi thêm những cái vị khác nữa, ví dụ như là thảo quả nè, quế, cam thảo nè, táo đỏ nè là cũng có luôn. Và tất cả đây người ta chiết xuất trong từng cái gói như thế này để mình có thể thưởng thức ha. Có nhiều cô chú nói là không biết nhìn nó là sao, hôm nay mua sắm lần đầu thì đây Ly sẽ rót ra cái ly này để quý vị mình cảm nhận dễ dàng hơn nha. Uống trực tiếp thế này cũng được, bỏ gói này vào trong tủ lạnh ấy. Đó, bỏ 5 gói 10 gói một lần vào đó quý vị ơi, tuần mình uống 2-3 lần cũng được ha. Còn không thì mình uống cùng với đá cũng được quý vị nha. Đó rồi. Hoặc ai mà thích thêm cái vị táo đỏ đó, mình mua táo đỏ Hàn Quốc về rồi đúng không, mình ngâm mình hãm với nước ấm ấm rồi đúng không, cái mình bỏ thêm cái này vô nữa uống thơm lắm quý vị ơi. Cái màu đẹp, màu đẹp quá ha quý vị, thơm. Nhìn màu rất là đẹp luôn á, thơm mà cái cảm giác nó rất là thư giãn luôn á mọi người ơi. Thì mỗi ngày á quý vị chỉ có chi trả khoảng chừng hơn 10.000 thôi. Tại sao? Tại vì á 1.290.000 đồng là cái mức giá rất ưu đãi rồi, mà chia nhỏ cho 120 gói trong chương trình ngày hôm nay thì đó là lý do mà tại sao họ nói á, là mỗi gói nó chỉ khoảng chừng là hơn 10.000 là chỗ đó. Thì hơn 10.000 như thế này thì quý vị thấy rằng là cái việc mà nó bồi bổ cơ thể mình á với những cái dưỡng chất chiết xuất từ hồng sâm là như thế nào. Nó sẽ có nhiều vitamin và khoáng chất nha. Nó là cái nguồn nguyên liệu chất lượng đảm bảo tại Hàn Quốc luôn. Đó là cái điều mà quý vị có thể yên tâm. Đóng gói và bảo quản thì rất là đẹp, theo quy trình hiện đại của Hàn Quốc, rất là chuẩn chỉnh quý vị ạ. Nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về luôn, nên là quý vị cứ yên tâm, dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm chất lượng. Và nếu mà nói về hồng sâm và nhung hưu á thì được dân gian mình xem là một cái trong tứ đại danh dược rồi. Nó là một cái món quà quý giá đến từ thiên nhiên nè. Nước chiết xuất hồng sâm nhung hưu á thì nó chứa nhiều các loại axit amin, nguyên tố vi lượng nè, các khoáng chất nè. Thì đây là cái nguồn mà chúng tôi lấy được từ báo Sức Khỏe Đời Sống, một cái trang báo cũng rất là uy tín cho bạn đọc tại Việt Nam. Cho nên là phải tranh thủ quý vị ơi, đảm bảo về thông tin cho nhà mình hết rồi ha. Mà nói tới là Hàn Quốc thì nổi tiếng về sâm chất lượng cao đó quý vị, có nhiều saponin. Cái saponin này nó hay lắm nha, cái dưỡng chất trong hồng sâm á, nó giúp cho mình có năng lượng và nhờ đó mình tỉnh táo, chứ nó không phải là theo kiểu là những cái chất kích thích để cho mình tỉnh táo đâu. Dạ không, mình uống vào mình tỉnh táo là vì nó bổ sung năng lượng cho mình, và khi mình tập thành cái thói quen mình sử dụng ha, nó bồi bổ cơ thể cho mình rất là tốt luôn. Và riêng cái dòng sản phẩm này quý vị nhìn nó quá đẹp đúng không ạ, và đó cũng là lý do ha, bên ngoài đẹp mà bên trong tốt nữa, thành ra thượng phẩm chiết xuất nhung hưu sâm núi ở đây được xem là cái dòng gọi là một trong những dòng bán chạy nhất trên VTV Hyundai đó. Nhưng mà ưu đãi này chỉ áp dụng trong khung giờ phát sóng thôi, hết giờ là hết ưu đãi đó các cô các chị ơi. Mỗi khách hàng nhà mình khi mà mua sắm ngay bây giờ sẽ được tặng thêm nữa một hộp bao gồm 10 chai nước uống vitamin C cũng là của Hàn Quốc nha. Đúng rồi. Và đặc biệt nè, một hộp trong đó sẽ có 12 lon cá ngừ Nituna quý vị ơi, để vậy là quá thích luôn rồi, cá ngừ đó quá xịn luôn ha. Mình nhìn nè, về nhà mình đếm mệt nghỉ luôn á. Hai hộp lớn là mình sẽ có 12 cái hộp nhỏ bên trong, nhân cho 10 gói 120 gói luôn. Chia ra cái giá này thay vì quý vị phải tốn là 1.8, 1.9, 2 triệu đi, thì bây giờ giảm giá 600.000 đồng, hơn nửa triệu đồng cho một đơn hàng. Mức giá chỉ còn có 1.290.000 đồng thôi, mà quà tặng thêm quá chất lượng luôn quý vị nha. Ưu đãi này lớn quá rồi, bỏ qua thì phí quá cả nhà. Bồi bổ sức khỏe đi ạ, bồi bổ cơ thể đi ạ, đừng có để mình mệt mỏi ngày này qua tháng nọ. Không quý vị ơi, tìm giải pháp để cả nhà mình khỏe mạnh nha. Nhân sâm
được xem là thế mạnh kinh tế, là niềm tự hào của nền nông nghiệp Hàn Quốc. Nhân sâm vốn được dân gian xem là một trong tứ đại danh vũ dâng lên vua chúa từ ngàn năm về trước. Với khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng màu mỡ là địa thế giúp Hàn Quốc trở thành thủ phủ của ngành sâm. Sâm Hàn Quốc được đánh giá có hàm lượng dinh dưỡng cao và chất lượng tốt. Sâm trồng 6 năm được xem là độ tuổi có nhiều dưỡng chất tốt nhất. Ngành hồng sâm trở thành ngành mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân tại đây. Những củ sâm tươi sau khi được rửa sạch bằng sóng siêu âm sẽ được chưng cất ở áp suất cao, sẵn sàng cho công đoạn sấy khô. Các quy trình đều được quản lý rất kỹ lưỡng. Củ sâm tươi sau khi sấy sẽ chuyển sắc đỏ nên được gọi là hồng sâm. Ngày nay, hồng sâm được nghiên cứu với nhiều sản phẩm độc đáo, đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm sâm Hàn Quốc thật sự có chất lượng cao. Với nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người, hồng sâm Hàn Quốc được quảng bá, xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới. Không chỉ Việt Nam mình mà trên thế giới đó thì quý vị biết là nói tới hồng sâm là người ta nghĩ tới Hàn Quốc chắc chắn. Và quý vị thử nghĩ đi, khi mà có một cái điều gì đó nổi tiếng mà đi kèm với quốc gia của mình thì có nghĩa là nhiều đất nước khác người ta cũng biết tới quốc gia của mình. Cho nên á, người Hàn Quốc người ta rất là tự hào về quốc gia của họ anh. Đúng rồi. Những gói nước chiết xuất hồng sâm như thế này, quý vị thấy từng gói, từng gói, từng gói. Mình vào thử những cái cửa hàng bán hàng Hàn Quốc xem. Một gói này mấy chục ngàn, chứ lấy đâu ra mà chia ra như hôm nay. Đơn hàng này 1.290.000 đúng không? Mình chia thử cho 120 gói đi. Chưa kể quà tặng nha, mình chia cho 120 gói này đi. Một gói có hơn 10.000 à quý vị, quá ưu đãi luôn. Còn tiết kiệm hơn một ly cà phê nữa quý vị. Nhiều khi cái thói quen của mình như Diệu Ly nè, Diệu Ly cũng có thói quen là Ly uống cà phê mà Ly còn uống là ít sữa nữa. Em thích uống ít sữa, nó tỉnh táo một ngày. Nhưng đôi khi mình cũng tiết chế lại. Ví dụ như ngày xưa có những thời điểm quý vị biết là em phải tập trung làm việc và làm tới 10 giờ tối. 10 giờ tối sau khi mà xong rồi là sếp còn gọi lên là họp nữa. Thì ban ngày là đi quay ở đây là tối, chiều tối là sẽ về làm thêm một công ty khác nữa. Là lúc đó cần sự tỉnh táo đó quý vị, là bắt đầu uống cà phê vô. Mà người ta nói rồi, uống cái gì đó nhiều quá thì nó không có tốt. Xong quý vị biết là một thời gian ha, mình thấy mình bị mất ngủ. Tại vì sao? Em quá uống tỉnh táo. Quá tỉnh táo. Em quá tỉnh táo cho nên mất quý vị biết là dạ, nó mệt mà nó cứ uể oải. Xong sau đó mình bắt đầu mình điều chỉnh lại cái thời gian, mình sắp xếp lại công việc ha, mình điều chỉnh lại thời gian và mình cũng tìm giải pháp. Và Ly nói thật quý vị là trong quá trình mình đi tìm những cái dòng sản phẩm nào thích hợp với cơ thể của mình đó. Ly đã từng thấy người ta bán một hộp này với giá 1.150.000. Em có một thấy hộp. Luôn. Một hộp thôi anh. Vì nó quá đẹp thì khi mà mình mở ra mình thấy là có 6 cái hộp ở bên trong ha, hộp nhỏ nhỏ. Trong mỗi hộp như vậy như thế này nè, một hộp này nè thì nó sẽ có 10 gói bên trong đó. Và khi người ta bán lẻ cho mình á, một gói đâu đó nó phải mười mấy hai mấy ngàn thì tùy chỗ người ta bán ha quý vị ha. Có những cái cửa hàng á mà người ta nhập về người ta bán, nhưng mà mình không thể nào mình nói người ta là ủa sao bán mắc hơn này kia. Không có, người ta còn tiền kinh doanh, còn tiền mặt bằng, còn tiền nhân viên, còn chi phí dịch vụ, rất là nhiều cái. Thành ra một trong những điều để mà mình nhìn lại và mình cảm thấy là mình đồng hành được với lại là cái nghề dẫn chương trình, cùng với lại là những chương trình mà mua sắm tại nhà, quý vị biết không? Vì mình cảm thấy là khi mình dẫn những chương trình này, thứ nhất mình biết được nguồn gốc chất lượng. Đúng, thứ hai mình thấy cái giá nó quá tốt, và thứ ba là quà tặng. Đấy. Anh biết là em không bao giờ nghĩ mà ra bên ngoài đi mua sâm mà chị mà hỏi người ta, chị ơi chị có cá ngừ không, chị tặng em đi, chị tặng em một hộp đi. Không bao giờ có. Thật sự với Ly là ba mấy năm là Ly không bao giờ ra ngoài mua mà hỏi người ta là được tặng cái này hay không. Ly không có hỏi được như vậy tại vì có đồ tặng đó. Nhưng trong chương trình này ha, hay thật sự luôn, một hộp cá ngừ như thế này quý vị biết là đâu phải là một cái hộp nhỏ đâu nè, một hộp lớn như vậy luôn đấy. Mở ra nè quý vị thấy không, cá ngừ bên trong này mà từng hộp cá ngừ như thế này luôn. Quá thích cả nhà. Quà tặng của mình hôm nay đó, mà chưa hết quà tặng nha. Chưa hết quà tặng, đây là phần quà tặng thứ nhất đúng không? Còn thêm nước uống vitamin C, một hộp 10 chai tặng cho quý vị nữa. Bây giờ em hỏi anh Hồ luôn, anh Hồ ra ngoài anh Hồ có tìm được đơn hàng này không? Chứ em là em không tìm được. Chắc rồi đó. Chắc chắn là không rồi. Nếu mà nói riêng về cái quà tặng này á, là nếu như mà cô chú anh chị nào mà hay đi chợ đó, tính giùm Hồ coi. Bây giờ mình tính sương sương quá, một hộp 20 ngàn thôi, mình nhân cho 12 hộp đi là bao nhiêu tiền. Rồi những cái chai mà nước vitamin C được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc nha, là bao nhiêu tiền? Thì hôm nay là quà tặng cho quý vị. Nhưng nói gì thì nói, quà tặng chất lượng như thế này rồi thì mình phải quay lại cái câu chuyện là sản phẩm chính có chất lượng hay là không. Chính xác. Một cái hồi nó là một cái sự tổng hợp của rất nhiều những cái dưỡng chất từ thiên nhiên. Sâm núi của Hàn Quốc, rồi nhung hưu, rồi táo đỏ, rồi nấm linh chi,
rồi còn rất là nhiều những cái vị khác mà chúng tôi cũng đang bày ở đây để cho quý vị có thể thấy được là nó nhiều vị lắm. Nó giống như là một cái dạng sâm bổ lượng của mình mà ở cái dạng rất là cao cấp vậy đó. Thì mỗi ngày một chút vậy đó, quý vị cứ thử mà xem. Bây giờ á, mình hay nói với nhau là những người á, mà người ta cũng sẽ hay đi kiếm những cái loại gì đó ngọt ngọt để người ta uống hàng ngày. Tại kia đó nó quen, phải quen cái gì đó ngọt ngọt vô miệng sau bữa ăn. Thì thôi giờ ví dụ những người nào lớn tuổi, cô chú nào ở độ tuổi ba mẹ hầu thử coi. Thôi bây giờ mình uống ngọt ngọt, uống nước ngọt có ga thì thôi chuyển sang cái này uống đi. Tại vì bây giờ tính ra đó nó còn rẻ hơn so với những cái ly trà sữa mà quý vị mua 30-40 ngàn một ly. Rẻ hơn những cái lon nước ngọt có ga kém chất lượng, hàng trôi nổi ngoài thị trường, mình không biết rõ nguồn gốc xuất xứ. Rẻ hơn rất là nhiều. Tại sao? Tại vì hôm nay 1.290.000 đồng. Quý vị tưởng là ôi cái giá hơn triệu không biết có mắc không ta. Nhưng quý vị tính với một hồi nha, 1.290.000 đồng mình tới 120 gói lận. Tức là hai hộp to đùng gì nào quý vị? Hai hộp to đùng như thế này nè nha quý vị. Chia nhỏ ra thì mỗi hộp chỉ hơn có 10.000 thôi nha. Mỗi gói chỉ hơn 10.000 thôi nha. Thật sự là quá tốt. Nếu như mà chúng ta có thể đặt hàng ngay bây giờ, quý vị đừng chần chờ, mình gọi điện đi ha. Tại vì có những cô chú á, nhiều khi mình đợi á, mà không có thấy chương trình gọi là xuất hiện nhiều. Thành ra quý vị biết là trong kho của chúng tôi số lượng cũng giới hạn cho mỗi khung giờ phát sóng. Đúng rồi. Cho nên á, để mà có được dưỡng chất là hồng sâm và nhung hưu, thật ra ra bên ngoài các cô chú có kinh nghiệm mình thấy đó, mình mua được ở nhiều nơi lắm. Cái này nó được xem á, là một trong tứ đại danh dược rồi, dân gian người ta nói tới hồng sâm nhung hưu rất là nhiều. Mà về Hàn Quốc nữa thì Hàn Quốc lại nổi tiếng về sâm chất lượng cao, nó có nhiều saponin, nó bổ sung năng lượng, nó bổ sung dinh dưỡng cho mình để mình bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng trong các khoảng thời gian vừa rồi. Nhà mình đó có 2-3 người đó, ví dụ như là bị bệnh đi, mệt mỏi đi, bây giờ phục hồi sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Đây, thượng phẩm chiết xuất nhung hưu sâm núi bán chạy nhất trên VTV Hyundai là cái dòng này đó quý vị. Mình chăm sóc sức khỏe của mình ngay bây giờ, giao hàng toàn quốc tới tận nhà luôn, giảm giá 600.000 đồng cho một đơn hàng. Hết giờ là hết ưu đãi. Đúng một khách hàng mình được tặng thêm nha, 10 chai nước uống vitamin C từ Hàn Quốc về Việt Nam nè. Thêm nữa 12 lon cá nữa quý vị. Cái này cá ngừ nha, rất là ngon luôn. Ưu đãi lớn quá, không thể bỏ qua cả nhà ơi. Đừng có chần chờ ạ. Ra bên ngoài mua được không? Mua được, nhưng không có quà tặng như chúng tôi đâu. Rất là khó để tìm quà tặng này ha. Chưa kể giảm giá hơn nửa triệu đồng là 600 ngàn nữa. Đúng. Đừng có chần chờ quý vị. Hết giờ rồi á, không biết là mình có bao giờ mới thấy lại chương trình này, nên là đặt hàng ngay bây giờ đi, tranh thủ quý vị ạ. Đúng rồi quý vị ơi, tranh thủ đặt hàng đi quý vị. Dạ. Tại vì hồi coi đồng hồ là hết thời gian rồi. Nên là nếu như quý vị muốn thay đổi khẩu vị ở những cái chế phẩm từ sâm, hãy thử cái loại này coi làm sao. Kệ mình thay đổi đi, thay đổi để mình có sức khỏe tốt hơn, thay đổi để mình còn nhận thêm rất nhiều những quà tặng giá trị nữa. Hồi xin nhắc lại cho cô chú anh chị nào mà mới chuyển kênh đó, quà tặng ngày hôm nay là 12 lon cá ngừ nha quý vị, cá hộp nha. Thêm nữa là 10 chai nước uống vitamin C được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Còn đối với sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay là dòng sản phẩm nhung hưu sâm núi được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về luôn. Tổng số lượng hôm nay là 120 gói, và số tiền mà quý vị chi trả chỉ có 1.290.000 đồng mà thôi. Quá ưu đãi luôn rồi các cô các chú ơi. Các cô các chú gọi điện thoại lên tổng đài viên hỏi là bao giờ chương trình này quay trở lại. Thật sự là Diệu Ly với lại anh Vĩnh Hồ cũng không có biết đâu, tại vì quý vị biết là sẽ tùy vào cái thời lượng phát sóng và tùy vào số lượng trong kho nữa. Đúng ngay rồi. Bây giờ đang còn thì mình bồi bổ đi rồi. Hết giờ rồi, gọi ngay bây giờ để có quà tặng và ưu đãi thật nhiều quý vị nhé. Diệu Ly và Vĩnh Hồ cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.